Nhờ bám sát mục tiêu kinh doanh cho vay khách hàng là nông nghiệp nông thôn, khai thác hiệu quả các dịch vụ tiện ích, đồng thời đảm bảo chất lượng tín dụng, nên Agribank Lâm Đồng không những đạt hiệu quả cao trong kinh doanh mà trở thành một trong 6 chi nhánh Agribank trong hệ thống toàn quốc có dư nợ tín dụng lớn nhất hiện nay. Cụ thể, tổng dư nợ đến nay Agribank Lâm Đồng đạt 10.000 tỷ đồng, tăng trên 5.400 tỷ so với năm 2010. Trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn là trên 9.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 90% trong tổng dư nợ. Được biết, ngoài các chương trình cho vay thương mại thông thường, Agribank Lâm Đồng còn tích cực triển khai các chương trình tín dụng chính sách như cho vay tái canh cà phê, cho vay xây dựng nông thôn mới và cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giúp bà con nông dân khắc phục khó khăn, yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống với dư nợ trên 7.000 tỷ đồng, với hàng trăm ngàn lượt khách hàng dư nợ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp nông thôn.